Hôm nay là một ngày cuối tuần và chúng thấy được là những dấu hiệu của dòng tiền đã bắt đầu nhâm nha bước vào trường dần rồi. Và cũng như đây là một cái động lực cuối phiên dành cho thị trường chúng ta, cũng như là một cái lực hồi kỹ thuật. Thì trong video này chúng ta cùng đề cập những cái vấn đề là thị trường đã tạo đáy hay chưa, và những cái góc nhìn trên thế giới, góc nhìn ở trong nước hiện tại đang như thế nào, có phù hợp cho việc đó là chúng ta giải ngân hoặc là canh mua một số mã cổ phiếu hay là tiếp tục đi chờ đợi những cơ hội nhé. Đầu tiên chúng ta nói về thế giới trước nhé. Thế giới thì xung quanh cái vấn đề đó là lợi suất trái phiếu hiện tại đã có mức tăng trở lại gần như về vùng đỉnh của 507 năm 2002. Thì những cái về những vùng đỉnh như vậy thì nhà đầu tư cũng đã thấy được những cái vấn đề, ít nhất là họ thấy được vấn đề là dòng tiền dễ dàng thoát ra khỏi thị trường chứng khoán, thị trường Bitcoin, bất động sản. Tại vì là nếu như chúng ta đầu tư những kênh đầu tư như vậy thì chúng ta thay vì đó chúng ta gửi gửi vào cái Bonji thì đâu đó cũng sẽ được một mức lợi nhuận tầm 5% nhá. Thì chúng ta thấy được rõ cái vấn đề dòng tiền đang chảy khỏi trường thế giới là như vậy, và tập trung vào một số kênh an toàn, đúng rồi đó. Và rõ ràng nữa, chúng thấy này, cái giá vàng hiện tại đây, chúng thấy này, cái giá vàng hiện tại cũng đang thấy được cái lực hồi phục rất là mạnh nhá, hồi phục rất là mạnh của giá vàng. Đó, tiệm cận những vùng đã vùng gần 2.000 luôn rồi, chứng tỏ là những cuộc chiến tranh, những cái sự hoảng loạn của chứng khoán Bitcoin dẫn đến là người ta tìm đến kênh an toàn đó là vàng, cũng như là cái giá dầu đang leo thang. Điều này cho thấy được là những cái lo ngại về control cái lạm phát CPI của Mỹ hiện tại đang gặp nhiều khó khăn hơn, và kể cả châu Âu nữa. Đó, cho nên là những cái kênh đầu tư khác hiện tại đang gặp khó khăn là như vậy. Để mà nói một số vấn đề liên quan tới tỷ giá nhé. Tỷ giá cũng là một vấn đề khá là leo thang thời gian vừa qua, khi mà hiện tại Indonesia cũng đã buộc phải tăng lãi suất để kìm hãm mức tỷ giá nha. Việt Nam ta hiện tại cũng đã có những cái động thái liên quan đến hút qua kênh tín phiếu rồi. Thì với những cái dấu hiệu như vậy, chúng thấy rõ ràng là cái kênh tỷ giá này ít nhiều cũng tác động lên trường Việt Nam ta. Và vào cái thời điểm đầu tuần vừa rồi thì ngân hàng nước Việt Nam ta thì cũng đã bà Hồng cũng đã phát ngôn một số vấn đề liên quan đến là sẽ tác động một số cái chính sách đâu đó để kìm hãm lại cái dấu hiệu của tỷ giá, dấu hiệu của tâm lý thị trường. Thì một số vấn đề đó xoay quanh thế giới như vậy nhá, và phải nói xoay quanh mạnh nhất, phải nói đến câu chuyện liên quan đến là cái lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, kỳ hạn 3 năm hoặc là kỳ hạn 20 năm đang tăng rất là mạnh, và dẫn đến là dòng tiền bị chảy về cái kênh này đó. Thì mùa thấy này, những cái đợt khủng hoảng năm 2007 này đó, khi mà cái lợi suất trái phiếu nó tăng rất là cao mọi người, lên tầm khoảng 5.5, nhưng mà khi nào lợi suất trái phiếu đổ đèo này thì khi đó thị trường chứng khoán mới bắt đầu giảm mạnh. Tức là sao mọi người, tức là một cái thay đổi chính sách nào đó dẫn tới là cái lợi suất trái phiếu này nó đổ đèo, thì dẫn tới là chính sách cổ phiếu cũng sẽ bị đổ đèo luôn, và sau đó mới thẩm thấu dần. Và khủng hoảng dotcom bạn cũng thấy này, bắt đầu đổ đèo là khi đó chứng khoán mới giảm rất mạnh. Đoạn này là đoạn covid nhá, đoạn là đoạn covid này, thì đoạn covid thì mùa thấy này cũng có nhiều đổ đèo này, mà sau đó thì cuộc khủng hoảng xảy ra thôi, cũng không có nhiều yếu tố lắm. Thì sơ lược như vậy, hay là cái cú mà cuộc khủng hoảng cuộc thương mại Mỹ Trung á mọi người, 517 18 á, thì mình thấy này, năm 2018 cũng lên rất mạnh này, sau đó này nó đi nghìn gieo gieo rồi nó đổ này đó. Còn để mà nói về những cái câu chuyện trong nước này, chúng ta phải nói đến câu chuyện liên quan đến việc hút ròng qua kênh trái phiếu, xin mời, qua kênh tín phiếu. Thì cái việc hút ròng qua kênh tín phiếu này thì mình cũng đã viết một cái bài rồi, khá là rõ cho mọi người, để mình coi tìm lại nhá. Đây, khá là rõ cho mọi người về vấn đề đó là cái sự thay đổi về chính sách nhá. Chúng nhìn nhận về 517, cái sự thay đổi chính sách này thì sau đó thị trường cũng sẽ bị sụt giảm. Rồi kể cả đợt Covid hay là sau đó đợt khủng hoảng này gần đây nhất, một số cái dấu hiệu thay đổi này thì sau đó cũng bị sụt giảm. Ít nhất chúng ta tìm được một số điểm chung nhất định như vậy. Thì tuần này chúng ta vẫn thấy là cái lãi suất về tín phiếu hiện tại vẫn đang neo cao nhá, chưa có dấu hiệu đổ đèo. Và chỉ tôi thấy là đã cũng có một số cái deal bắt đầu đến kỳ hạn đáo hạn rồi, cho nên là nó bắt đầu giảm dần rồi, nhưng nhìn chung thì vẫn chưa thấy là cái dấu hiệu ngừng hút ròng. Còn để mà nói về cái kênh đó là kênh tỷ giá hiện tại, thì mình đang thấy được cái vấn đề đó là hiện tại thì tỷ giá hiện tại đang có dấu hiệu là trong tầm kiểm soát,
Tức là sao mọi người? Tức là vẫn chưa vượt quá 4% và vẫn đang trong tầm kiểm soát. Và ít nhất là nó vẫn đang trong xu hướng là tăng nhẹ rồi đi ngang, tăng nhẹ đi ngang, tăng nhẹ đi ngang liên tục mà thôi. Và vẫn đang trong tầm kiểm soát với những cái động thái liên quan đến việc là hút ròng qua kênh tín phiếu này để kìm hãm cái lượng tiền đang bị dư thừa tại banh để tránh họ đầu cơ tỷ giá, hay là những câu chuyện xoay quanh vấn đề đó là đang có một số thông tin kìm của ngân hàng nước Việt Nam ta để kìm hãm vấn đề về tỷ giá này chẳng như vậy. Đó là một số vấn đề ta nhận được là trong nước là như vậy. Còn để mà nói về dấu hiệu về cung tiền nhá, về tín dụng này, thì ta vẫn phải thừa nhận một điều á, là cái tín dụng trong nền kinh tế hiện tại thì cho đến thời điểm hiện tại đã có dự là dần dần tạo đáy và nó có dự là quay đầu trở lại rồi. Tức là càng về cuối năm này đang có dự là quay đầu trở lại dần nhá. Em thì có quen một cái ông anh là ông chuyên xuất khẩu hoặc là sản xuất kệ cho một số cái như là Vinmart hay Bixi vân vân á, kệ để đồ á. Thì em nói là hiện tại nhà nước đang hỗ trợ mức lãi vay cực kỳ ưu đãi cho ổng là đâu đó tầm khoảng có 4% mấy thôi nha. Đó, nhưng mà ổng chưa tìm một lý do để vay. Tại vì sao mọi người? Tại vì hiện tại những cái đơn hàng xuất khẩu này hiện tại chưa có, thì làm sao mà tìm được đơn hàng để vay? Nhưng nếu có thì chắc đó là một cái lợi, là gọi là cái lợi rất là tốt nhá. Thì nhà nước đang tạo chất đó để làm gì? Để rồi gọi là để kích hoạt cái vị trí của một người CEO, một người chủ doanh nghiệp, họ phải buộc phải đi tìm những cái đơn hàng nhá. Họ phải buộc phải đi tìm đơn hàng nước ngoài. Chính sách nhà nước là hỗ trợ những dòng tiền cho họ thôi. Đó chính là yếu tố như vậy dẫn tới là một số doanh nghiệp giống như Hoàng Gia cũng vậy này, họ bắt đầu đi tìm những đơn hàng ở Mỹ xuất khẩu, họ sản xuất thêm một số cái nhà máy sản xuất gạch men vân vân á theo chuẩn của Nhật nữa này, để chuẩn của Mỹ này, để họ tìm cách xuất khẩu. Đó thì đó là những cái dấu hiệu là nhà nước đang hỗ trợ lãi suất và công việc đó là doanh nghiệp cần phải đi tìm những cái đơn hàng. Hiện tại thì tìm đơn hàng qua châu Âu hiện tại khá là khó, khi mà châu hiện tại thì cái mức lạm phát đang rất là cao và chưa thấy được chứng lại nhá. Và càng chiến tranh đi nữa thì cái mức lạm phát sẽ còn cao nữa. Còn ở Mỹ hiện tại thì có một cái hiệu là cũng có một số ít đơn hàng đến rồi, cập bến dần rồi. Tại vì là ở Mỹ nhìn chung thì những cái đơn hàng tồn kho trước đó của Mỹ hiện tại đang vơi dần rồi nhá. Sơ đồ như vậy. Còn để mà nói về cái vấn đề về kỹ thuật trong nước nhá, mà kỹ thuật trong nước thì hôm qua thì cũng có đề cập và sáng nay cũng đề cập luôn rồi. Tức là sao? Tức là nhìn nhận chung này, em thì vẫn đang nhìn nhận được là thị trường chúng ta hiện tại là trong ngày hôm nay ở 2 giờ trước nhá, là sẽ có một nhịp hồi phục đâu đó lên kiểm tra tầm khoảng 1090 cho đến vùng 1100 nhá. Nhưng chưa thể nào nó đây là vùng đáy được nha. Và nếu như vùng đáy sẽ có hai yếu tố để xác nhận vùng đáy như sau. Tức là một á là chúng ta sẽ tăng vượt trội lên trên luôn. Đó hai á là sẽ có tiếp tục phải đi tìm những vùng đáy phía dưới nữa. Và vấn đề tìm những vùng đáy phía dưới nữa sẽ có hai dạng. Một á là sẽ giảm mạnh liên tục nhiều mã phiếu sàn liên tục và ép bán liên tục, sau đó dòng tiền lớn mới vào tham gia. Còn tình huống thứ hai tức là sẽ có một quá trình đi ngang hoặc là ít là sẽ cần phải tích lũy rất là lâu để tạo một vùng đáy ở phía dưới. Đó thì đó là cái quá trình tạo đáy như vậy nhá. Thì về mặt cổ phiếu trường thì chúng ta cũng thấy được một cái vấn đề á, là thị trường hiện tại của chúng ta sau khi giảm rất mạnh thủng dãy body band hiện tại này. Đó, vậy body band tại đúng rồi. Đó thì sẽ có một nhịp hồi phục trở lại. Đó là điều tất yếu và đã may mắn đóng cửa trên được đường MA 50 luôn nhá. Thì trước mắt mong muốn của chúng ta là sẽ cố gắng lên sinh quanh vùng này để sao người để tìm cách vượt lên trên được. Chứ nếu như lên sinh quanh vùng này mà yếu nhá thì sẽ kéo đường MA 50 đi xuống. Đó, cái đường MA 50 xuống thì rất dễ có một cú hồi lên trên sau đó lại giảm lại tiếp. Đó, là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải có những cái sự quan sát thị trường rõ ràng hơn. Và thì cũng nhắc lại luôn, vùng đáy là một quá trình, chưa thể nào một cái nến được nhá mọi người. Cho nên đây là một cái nến tích cực đó, nhưng chúng ta vẫn thấy được là một quá trình sắp tới, chúng ta cần phải kiểm định và kiểm tra xem thử là nó có thực sự an toàn hay không, có thực sự là ok hay không nhá. Trước mắt chúng ta cũng thấy là một cái đường trendline ở đây rồi, đúng không người? Đấy, và đây là một cái đường trendline ở đây luôn và phù hợp với cái mô hình, đó là mô hình cái nêu, đúng rồi, một cái nêu giảm. Và hiện tại chúng ta vẫn thấy được là mới chỉ có 1 này, 2 này, và đây là 3 này, và đây tiếp tục đây là 4, có thể là 5 ở đây nữa cơ. Đó, cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ cái vùng đoạn này. Và vùng đáy sẽ là một quá trình nhá. Nhưng chúng ta thấy là đã có những cái lực tiền vào mạnh trong ngày hôm nay. Chết là một số mã phiếu khỏe đã xuất hiện dần rồi. Thì chứng minh được là dòng tiền cũng như là cổ phiếu đã bắt đầu nhăm nhe và đợi sự kích hoạt để tạo đáy mà thôi. Thì đó là cái quá trình để chúng ta nghiên cứu tạo đáy. Thì chúng ta sẽ đưa cho chúng ta hai kịch bản như sau. Hai kịch bản như sau nhá.
sẽ gồm có những kịch bản tích cực và những kịch bản tiêu cực nhá. Thì anh Thiện vẫn đầu tiên anh Thiện vẫn sẽ nói là kịch bản, đó là kịch bản tích cực nhất nhá. Kịch bản tích cực nhất tức là kịch bản số 1 ở đây đó, tích cực nhất thì anh Thiện đang mong muốn là nó sẽ cố gắng nhá. Để coi nào. Vậy cố gắng làm sao để có thể đánh vượt lên trên được cái đường MA20, tức là sao, tức là sẽ cố gắng đánh một cái nến phủ định vào thứ hai tuần sau, một phát lại vượt trên vùng 1135 đến vùng 1140 luôn nhá. Thì khi đánh lên trên này rồi sẽ có một nhịp quay lại kiểm tra lại vùng này đó, sẽ liên tục có những cái cú kiểm tra lại như vậy đó, chúng ta sẽ đang kỳ vọng như vậy với thị trường nha mọi người. Đó, sẽ kiểm tra lại, sẽ lên sinh con vùng này. Và mục đích là gì mọi người? Mục đích là để cố gắng kéo đường MA20 như thế này đó, bo như thế này, và chạy boy band cũng sẽ bo lại như thế này đúng mọi người, sẽ bo thắt lại như thế này, và sẽ chờ đợi một cú bứt mạnh lên trên. Đó là kịch bản tích cực nhất. Và kịch bản tích cực nhất thế này thì mình nghĩ là đâu đó cái tỷ lệ xảy ra thì nghĩa là sẽ đâu đó tầm khoảng 30% thôi, thì vẫn phải chờ đợi những phiên sắp tới để em sẽ xác nhận thêm là tỷ lệ nó có thành công được nhiều hơn hay không nhá. Đó, còn một số tỷ lệ, một số kịch bản mà mang tính trung lập một tí, và chúng ta đang mong muốn kịch bản có thể xảy ra được để cho thị trường có thể cân bằng và nhiều nhà đầu tư bớt lỗ hơn nhá. Nhưng đó lại là không phải là cú ăn rất là lớn của thị trường, ta không phải là một cội rất là lớn cho người cầm tiền. Tại vì sao? Vì đó không phải là một cú chúng ta vào chúng ta sẽ thấy được cơ hội rất lớn, nhưng nó chỉ là một cái cơ hội có thể là kéo dài mà thôi. Tức là nó sẽ cố gắng lên sinh cái vùng dưới này đó, liên tục test đáy và đi ngang để cố gắng tạo ra một cái vùng ốc đảo đi ngang và tạo phân kỳ đây, và cố gắng kéo đường mà MACD ngoắc lên trên một tí nhá, ngoắc lên trên một tí để tạo hai đáy phân kỳ đây, và chờ đợi thời cơ đường MA10 kéo xuống như này để vượt lên trên. Thì đó cũng là một kịch bản ok được đó, nhưng nó sẽ là một kịch bản mất khá nhiều thời gian của thị trường, tức là sẽ phải đi ngang khá là lâu, tầm khoảng 2-3 tuần hoặc có thể 1 tháng nữa cơ đó. Thì đó là kịch bản như vậy. Còn bây giờ sẽ là một kịch bản tiếp theo. Kịch bản số 3 sẽ mang kịch bản hơi tiêu cực một tí, và thì nghĩa là kịch bản này tỷ lệ xảy ra cũng khá là cao, ngang ngửa với những kịch bản tăng. Tức là sao mọi người, tức là nó sẽ chỉ tăng được lên được cái vùng đó, vùng tầm khoảng 1120 mà thôi đó, sau đó lại tiếp tục có chiều hướng giảm lại, và dòng tiền không vào mạnh khi càng lên cao, giống cái đoạn này, dòng tiền không vào mạnh khi càng lên cao nhá, thì sau đó rất dễ giảm về những cái vùng phía dưới là điều bình thường nhá mọi người. Thì đó, những kịch bản ta đặt ra như vậy và kê ra như vậy nhá. Đó thì chúng ta thấy được là cái dấu hiệu của sự phục ngày hôm nay mang hai yếu tố như sau. Một á là thủng ra ngoài dãy body band hai phiên, và cái thứ hai là dãy body band hiện tại, dãy body band hiện tại nhá, đang cho thấy được là co thắt trở lại đó, nó buộc phải giảm. Tại vì sao? Nó đang có dự định đi ngang là chính này, bởi cái hồi này bây giờ nó cần phải kéo xuống dưới đó. Thì đó là kịch bản thật ra như vậy. Nếu như chuyển giảm là như vậy thì nó phải có hồi lên để nó kéo xuống dưới lại, và sẽ giống với cú này, đâu đó sẽ giống với cú này mọi người ạ, nó giống với cú này, nó có thể sẽ giống với cú này đấy, nó hồi lên lại mọi người ạ. Tại vì là boy band đang đi ngang này, nó phải hồi lại để kiểm tra lại, và nếu như trong quá trình kiểm tra lại và dòng tiền vẫn không ok, vẫn không vượt trên đường MA10 được, vẫn yếu, thì rất dễ có một phiên giảm tiếp, và nó chờ đợi một cái cây nến, những cái nến bị bán mạnh ở đây, những cái nến xuất hiện, những cái dòng tiền mạnh ở đây, stopping volume ở đây, rồi kèm nó nữa là dấu hiệu bắt đáy mạnh ở đây. Đó, kiểu như vậy, một dòng tiền vào mạnh này, một dòng tiền xác nhận là vào mạnh này, sau đó tăng lại rất mạnh, đó, nó chờ đợi những cái nến như vậy. Thì đó là cái kịch bản ta đưa ra như vậy. Vậy nên thì với mức độ ổn thiện nhá, chúng ta cần phải làm gì ở phiên thứ hai? Cần phải đánh giá lại thị trường, đó là có vượt được level 1120 không? Và nếu như có lên kiểm tra đường 120 thì có đủ dòng tiền đủ mạnh để vượt lên trên được hay không? Hay là chỉ là lên sinh để chờ đợi một cú giảm lại nữa nhá? Cho nên mọi người hãy theo dõi kênh Thiện thường xuyên đó, và cố gắng thường xuyên nhiều hơn một tí để có thể là nắm bắt được tình hình của thị trường hiện tại. Không phải thì là sao thoát được ngay cái thời điểm là ngày 19, ngay cái đến này thì thoát hết thì chọc, cũng không phải lý do gì mà tự nhiên em Thiện lại vào bắt đáy được ở cái đến này và cái đến này, đúng không? Đó, và cái đến này em Thiện cũng đang cầm một số ít cổ phiếu đó, nó cũng phải là một số cái lý do may mắn nào đó của em Thiện. Mà nếu mọi người tin vào sự may mắn đó của em Thiện thì hãy đợt này tiếp tục tin vào em Thiện nhá. Em Thiện tin rằng là em Thiện sẽ không làm mọi người thất vọng ở cái cú gọi là bắt đáy, những cú mạnh như này. Tại vì em Thiện tin rằng là phương pháp em Thiện sinh ra là để bắt đáy mạnh và để ăn những cú như vậy nhá. Thì xin lỗi mọi người như vậy.
Còn để mà nói về góc nhìn về cổ phiếu nhá, thì đầu tiên sẽ nói về góc nhìn về cổ phiếu khỏe trước. Đầu tiên thì phải nói về cái cổ phiếu khỏe thì nắm giữ trước, đúng rồi, là chúng ta đang nắm giữ một số ít cổ phiếu khỏe, đó là phiếu EDC này. Thấy không? Chúng ta mua vùng giá 50.5 trên vùng giá 51, hiện tại vẫn đang lỗ. Chúng ta đã có bán 1 phần 2 ở quanh vùng giá 52.5 rồi, nhưng hiện tại vẫn đang bị lỗ cái lượng hàng 1 phần 2 còn lại. Nhưng vẫn có thể đánh hiện tại của nó, mình thấy này, nó vẫn chưa có dù là tạo đỉnh MACD, cho nên là cái phiên thứ hai rất cao là sẽ quay đầu trở lại tăng, có khi tăng lên được vùng giá 52 nữa cơ đó. Cho nên mọi người đừng có lo sợ nhiều quá mà phiếu này rất rất khỏe đâu người đó. Ngồi thêm này, cái chạm 1 giờ nữa này, nó mới chỉ một đỉnh thôi, cho nên cú này nó phải hồi mạnh lên phía trên này này để tạo đỉnh thứ hai chúng ta bán ra, cho nên sẵn sàng sẽ bán lãi thôi, không việc gì ta phải lo sợ quá. Là và chúng ta đang sẵn hàng mà, nó kéo một phát người ta bán ngay được, chứ không phải là chúng ta bắt đáy ngay cái nến này và chờ đợi là sẽ kéo lên nha. Nhưng mà nhìn nhận chung nó vẫn đánh rất là đẹp, vẫn rất đánh hoàn hảo cái mô hình chỉ đúc đúng người đó, rất là ok đúng người, nó không bị xấu mô hình. Rồi một số mã phiếu đầu bất động sản công nghiệp khác chúng thấy vẫn khá là khỏe, như SC cũng vậy này, cực kỳ khỏe. GVR cũng vậy này, vẫn giữ được trong cái cấu giá của nó và không có bị mất đi cái cấu giá đúng người đó. Và KBC cũng vậy nhá, vẫn trong cái cấu giá, vẫn trong cái cấu giá và đang chờ đợi là bo hẹp lại cái cấu giá này đó, kiểu vậy, sẽ có tìm cách để bo hẹp lại cái cấu giá lại đó, kiểu vậy đó. Thì nói chung là nhóm ngành bất động sản công nghiệp là nhóm ngành khỏe và khá là khỏe, khá là mạnh trong cái thị trường hiện tại. Xe lẫn đó nữa, một số mã phiếu dầu khí chúng ta có cầm mã phiếu BVS, BVD đúng không, thì hai mã phiếu này vẫn đang khỏe và vẫn đang cho thấy được sức mạnh của mã cổ phiếu này và vẫn chưa hiểu là tạo đỉnh đó. Chạm 1 giờ thì vẫn có dù là vòng lên để tạo hai đỉnh phân kỳ để ta bán ra đó, và kể cả BVS cũng vậy, sẵn sàng một phiên vòng lên vì vùng phía trên này 40 hơn 40 để ta bán ra, cho nên chúng ta phải chưa việc gì phải quá lo sợ hay là sợ hãi quá cái đoạn này với một số mã phiếu như hiện tại của mình chúng ta nắm giữ đó. Và đây mã phiếu thì nghĩ là một số mã phiếu khỏe nhất thị trường hiện tại rồi và vẫn giữ được cái kết cấu giá của nó nha, ngành dầu khí. Với một số mã cổ phiếu một số mã phiếu khác như là mã phiếu VGI cũng là mã phiếu tim nắm giữ, và thấy không, nó khỏe rất là nhiều, khỏe gấp mấy lần thị trường chúng ta. Thị trường nó giảm bao nhiêu thì nó tăng lại bao nhiêu và nó vẫn giữ được cái cấu. Chúng ta mua một giá 26 hay 7, chúng ta vẫn đang có lãi và tiếp tục kỳ vọng là sẽ một phiên đánh lên trên này nữa này để nó hoàn thành cái mô hình hai đỉnh phân kỳ ở cái chặt 1 giờ để chúng ta bán ra nhá. Cho nên không việc gì phải sợ ấy, cứ thoải mái là mọi người. Thứ hai sẽ là cái ngày mà chúng ta thoải mái việc chốt lời, chứ vào chúng ta đặt vị trí là người chốt lỗ hoặc là như nào cả. Và một số mã phiếu có tích công là mã phiếu mà chúng ta đang bị lỗ đúng không mọi người đó. Chúng ta mua ngay cái cây nến cái này đúng không, cái này đấy, thì chúng thấy là hiện tại cái nến này chứ hiện tại thì vẫn đang bị lỗ chết. Chúng thấy được là cái dấu hiệu là kết cấu nó vẫn đang trong một cái mô hình đi sideways đây và chưa thấy gì xấu cả, có thể nó sẽ vòng lên lại được cái vùng giá ta bán nữa cơ, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh quan sát thử. Và đây sẽ là những mã phiếu khỏe và sẽ là những mã phiếu mà nếu như thị trường hồi phục mạnh em thì cũng sẽ canh những mã phiếu này, để nghiên cứu những mã phiếu này nha mọi người đó. Còn một cái nhóm ngành khỏe nữa đó là nhóm ngành chứng khoán. Phải nói là thật sự em thì có ghi ở trong cái room VIP á, là một số mã phiếu như chứng khoán vân vân á. Đây, em thì nghĩ là đa phần những mã phiếu chứng khoán nó sẽ giảm chống CTS nhá. Nhưng mà ai ngờ thì nó cũng có dù là dòng tiền đỡ lại và cái cấu giá được giữ nguyên, chứng tỏ là nó có dù khỏe hơn góc độ chung của nhiều mã phiếu nhá. Tức là sao mọi người, chúng ta coi này. Để mà nói về những mã phiếu này thì SI này, đó thì là mã phiếu nó giữ được cái cấu giá tốt. Đúng rồi. Rồi kể cả như STS như vậy đó, thì còn lại những mã phiếu khác thì nó đánh khá là giống với mã phiếu CTS giảm đó, thì HCM cũng giảm này, VCI cũng giảm này, đúng rồi, BSI cũng giảm vân vân đó. Trong khi đó những PE thì giống với SA đó, nói chung là phân hóa nhiều mã phiếu giữ được cái cấu giá, nhiều mã phiếu không giữ được đó. Thì nói chung là ngành chứng khoán hiện tại thì em thì đánh giá là nó có một số mã phiếu nó giống thị trường, có một số mã phiếu khỏe thị trường chúng ta như SI này, thì những mã phiếu này có khả năng là sẽ cố gắng kỳ vọng nhé, kỳ vọng sẽ đi ngang được như thế này để cố gắng tạo được vùng đáy ở đây đó, mong mình như vậy chứ không mà hồi lên để tìm cách phân phối nữa thì khổ nhá. Hiện tại thì mong như vậy. Với những mã cổ phiếu khác như cảng biển thì nó là hôm nay một cái nến hồi phục lại của nó cực kỳ bất ngờ, rất bất ngờ, nó giữ được cái cao giá ở đây rất bất ngờ. MACD của nó thì hiện tại đang phân kỳ 3 đoạn rồi, chúng ta chưa nói được nhiều, tại vì là cái cây hồi phục ở đây này, cái lực histogram tại vừa đang rất là
rất là yếu nhá. Chứng tỏ là nếu như có hồi lên mà nó không vượt được lên giá tầm khoảng 65 á, thì mình nghe sẽ một cú giảm lại nữa với mã phiếu Gamedex HH cũng vậy. HH có hồi lên này đó mà nó không vượt được cái câu giá ở đây, nó hồi lên đây nó lại giảm lại về đây kiểm tra lại mà không vượt qua được nhá, lại giảm lại tiếp, thì vì nó vẫn đang trong quá trình hai đỉnh phân kỳ mà, đúng không người đó. Thì đó, một số mã phiếu là như vậy. Một số mã phiếu dịch may thì cũng đánh giá là yếu, đa phần là chỉ đang trong cái thế hồi để giảm này thôi. Rồi kể cả những mã cổ phiếu khác như thủy sản này đó, ANV vân này, thì đánh giá thì cũng là những cái thế gọi là về cái nền cứng của nó và đang đi ngang tích lũy là nhiều chính thôi nhá, chưa có dịu gì mạnh ở đây cả. Ngành banh em đánh giá là ngành banh thì đa phần những mã phiếu nó đang cho thấy là cái dấu hiệu giảm giống thị trường đó, và đa phần là gãy nền cả, hồi phục trở lại thôi. Nói chung là nhóm ngành này không nên mua khi mà cái kỳ vọng trong quý 4 và cũng như là đầu năm sau không tích cực nhá, em đánh giá như vậy. Còn ngành đó là ngành bất động sản. Bất động sản thì đánh giá là đa phần những mã phiếu này đều hồi phục trở lại. Ngành bất động sản thì nó đã có một cái nến, gọi là một cái nến cross out, một cái nến stopping volume rồi. Đây là cái nến stopping volume này. Đó, thì đã có một cái nến này rồi, cho nên dòng tiền đã vào trở lại. Nhưng mà vấn đề là nó tạo đáy như nào, chúng ta cần phải xem xét thêm. Thì vì đáy là một quá trình mà có thể nó sẽ là một cái phiên lên đây rồi giảm lại nơi sao. Cho nên chúng ta cần phải quan sát kỹ và đề phòng cái cú giảm lại của nó. Mua thì không nên mua vội nhá. Tại vì là những mã phiếu này vẫn chưa có cái cấu giá rõ ràng nhá. Không thể nào mà nó giảm một mạch đây mà nó tăng lại một mạch mạnh được. Nó phải có một quá trình kết cấu giá từ từ rồi nó mới tăng mạnh lại được nhá. Cho mọi người cứ bình tĩnh, đừng bao giờ sợ mất cơ hội. Trong khi MACD nó còn chưa xác nhận xong mô hình tạo đáy nữa cơ mà. Đó, con cú này đã xác định là hai đáy rõ ràng này, mới nó lên này, ba đáy này mới nó lên này. Cho nên cú này vẫn chưa thực sự là an toàn đâu nhá. Sẽ được một số mã phiếu ví dụ cho mọi người như vậy. Có mã phiếu Lam Long này và Khang Điền sẽ là hai mã phiếu khá là mạnh, còn lại đều là yếu cả nhé, đều yếu cả. Nhà Đà Nẵng cũng ok đó, còn lại đều yếu cả đó. Thì sơ lược mọi người về cái thị trường cũng như một số mã phiếu là như vậy. Thì tóm lại là chúng ta phải cân nhắc ở cái phiên tuần sau nhiều việc phải cân nhắc đó. Xem được là có phải là một cái quá trình tạo đáy mạnh ở cái nến này hay không, hay chỉ là một cái nến hồi phục theo dạng kỹ thuật mà thôi nhá. Thì xin lỗi mọi người như vậy và xin chào mọi người và hẹn mọi người ở cái video tiếp theo.